Cuối cùng thì LG Phone 8 Pro cũng đã chính thức có mặt tại văn phòng của Relaunch bọn mình. Đây là chiếc điện thoại mà mình mong chờ cực kỳ nhiều, bởi vì các bạn biết đấy, đây sẽ là dòng sản phẩm mà họ sẽ bán chính thức tại thị trường Việt Nam, có thể trong thời gian sắp tới, nhưng mình chưa biết thế nào cả. Đây là một hộp hình trụ, trụ này sẽ là hộp trụ lục giác và chúng ta sẽ có một cái thiết kế cực kỳ hầm hố. Và bởi vậy bên trong sẽ có gì hãy cùng làm rõ hơn trong video ngày hôm nay nhé. Ok các bạn ơi, đây là cái chiếc LG Phone 8 Pro mà mình đã mượn được từ Asus. Và thực tế thì chiếc điện thoại này nó chưa về Việt Nam chính thức các bạn nha. Các bạn sẽ phải đợi đến cái thời điểm là khoảng tháng 3 thì nó mới có thể về hàng. Mình chưa biết là sẽ có những đại lý nào bán chính thức chiếc điện thoại này. Tuy nhiên là mình có hỏi dò bên 7S ấy, thì nhiều khả năng là họ sẽ về hàng chính thức thôi. Có thể là LG Phone 8 Pro chúng ta cũng sẽ có tương tự như vậy mà thôi. Thì các bạn đừng quên truy cập vào đường link phía bên dưới để biết thêm chi tiết về những chiếc LG Phone 8 Pro nha. Còn đây là cái dòng sản phẩm của chúng ta. Đẹp đúng không? Rất đẹp. Cái hộp này thì chúng ta không cần phải nói nhiều nữa rồi, bởi vì chúng ta đã quen thuộc với nó rồi. Nó vẫn sẽ là một cái hộp hình trụ lục giác thế này. Tuy nhiên mình thấy rằng là nó sẽ có một vài cái điểm khác biệt so với những phiên bản trước. Và vậy thì nó sẽ khác biệt ở đâu? Hóa ra nó mở theo một kiểu rất là khác các bạn ạ. Không phải là mở kéo ra, mở rút ra, mà là nó sẽ mở ngang như thế này. Đây, đây chính là cái cách mở của chiếc LG Phone 8 Pro của chúng ta. Và đây, chiếc điện thoại LG Phone 8 Pro chúng ta sẽ nằm chính giữa luôn. Mình sẽ xin phép để ra đây trước nha. Cái điểm quan trọng của chiếc hộp này ấy, đó là nó sẽ có rất là nhiều những cái ngăn khác nhau. Thực tế là nó rất giống một cái dương các bạn ạ. Thật sự luôn. Và đầu tiên ở đây thì chúng ta sẽ có một cái ngăn như thế này. Cái ngăn này thì các bạn chỉ cần đơn giản là mở nhẹ nhàng ra thôi. Chúng ta sẽ có một cái túi. Cái túi này thì các bạn biết là để đựng cái gì không? Nó sẽ để đựng một cái quạt như thế này. Đó. Đây là chiếc quạt tản nhiệt thường thấy ở trên những cái dòng LG Phone của chúng ta. Và cái quạt đi theo cái chiếc LG Phone 8 Pro này sẽ có thêm những phần trigger và cả một cái phần đèn LED ở phía sau nữa, nhìn rất là bắt mắt luôn. Kèm theo đó thì chúng ta sẽ có một củ sạc, một cáp sạc bên trong. Và theo mình biết là cái củ sạc này nó sẽ chỉ có công suất là khoảng 65W mà thôi. Đây là cáp sạc dù, tương tự như cái đời LG Phone 8 tiêu chuẩn. Và khoan, chưa hết. Đây, các bạn thấy không? Ở phần dưới này, nó sẽ có thêm một cái ngăn nữa các bạn ạ. Và với cái ngăn này thì các bạn cũng sẽ làm họ hành động là kéo nhẹ ra thế này. Que chọc sim này. Hay là cả một cái ốp rất là đẹp. Thực tế là cái ốp này nó sẽ vừa luôn với cả chiếc LG Phone 8 thường các bạn nhé. Nó minh chứng một điều là LG Phone 8 thường và LG Phone 8 Pro nó không khác gì nhau về cái mặt ốp lưng cả. Nhầm, về cái mặt thiết kế cả. Cái hộp hoàn toàn được làm bằng giấy, là bằng bìa. Nhưng mà LG Phone và Asus họ rất biết cách trang trí sao cho cái hộp này nó đẹp. Và mình nghĩ rằng sẽ còn một vài những cái phần giấy hướng dẫn sử dụng hay là những cái giấy bảo hành nó được bỏ vào đây, giống như những cái phiên bản trước mà thôi, hiện tại chúng ta chưa có đây. Có thể là phải đợi đến phiên bản chính thức cơ. Ok, còn quay trở lại với cái chiếc điện thoại chúng ta. Đây là cái chiếc LG Phone 8 Pro. Đó, wow. Đây, nếu chúng ta nhìn sơ sơ qua thì các bạn đều thấy rằng là nó có vẻ là không khác nhiều so với cái phiên bản LG Phone 8 tiêu chuẩn nhá. Nhưng mà hai cái phiên bản này nó sẽ có một vài điểm đặc biệt khác nhau. Ví dụ như là cái phiên bản tiêu chuẩn này, hoàn toàn là phần mặt lưng kính, kính trơn thôi nha. Còn trong khi đó cái bản Pro của chúng ta, đây sẽ là phần mặt lưng kính nhám. Đó, cầm rất là sướng tay luôn. Và ngoài ra thì thay vì chỉ có một bộ đèn LED tiêu chuẩn thế này, thì nó sẽ được trang bị một bộ đèn LED Anime Vision. Rất đẹp đúng không các bạn? Ở đây là gồm 341 cái phần đèn LED trắng để nó sẽ hiển thị những cái thông số, hiển thị những cái thời lượng pin, hiển thị những cái logo và hiển thị luôn được cả cái giờ của chúng ta nữa. Và nhìn chung thì năm nay chiếc LG Phone 8 Pro của chúng ta nó thực sự là nó không khác biệt nhiều so với những cái dòng điện thoại tiêu chuẩn bây giờ các bạn ạ. Nó rất giống những cái điện thoại bình thường nha. Tuy nhiên là mình vẫn sẽ thấy có một cái nét hầm hố nhất định của cái con LG Phone 8 Pro nếu mà so sánh với cả con LG Phone 8 thường. Nhất là ở cái việc là chúng ta đã có được điểm xuyết những cái đường nét tại đây thì cũng khiến cho con máy nhìn nó chất chơi hơn. Và kể cả cái phần cụm camera này nữa thì các bạn sẽ thấy rằng là nó làm tương tự với chiếc LG Phone 8 tiêu chuẩn. Chúng ta sẽ có một jack cắm 3.5 tại đây. Chúng ta sẽ có một phần loa, một phần Type-C, một cái phần khay cắm SIM. Và tất nhiên là các bạn sẽ được kèm thêm một cái chân Type-C ở giữa đây nữa, để cho các bạn có thể phục vụ trong cái công việc là các bạn cắm chơi game thì các bạn có thể cắm ngang ở đây và nó vẫn duy trì chế độ sạc nhanh cho các bạn. Điểm đặc biệt của con điện thoại này đó là nó được trang bị lên đến là 24GB RAM. Hôm trước thì mình có làm video về chiếc điện thoại LG Phone 8 thường đấy, thì nhiều người có nói với mình rằng là họ không ưng cái phần cụm camera nốt ruồi của nó và họ sẽ mong chờ là nó sẽ có một cái phần cụm cam nó truyền thống hơn. Thực tế theo như một vài thông tin mình biết thì cái chiếc Asus Zenfone mới nhất nhiều khả năng họ cũng sẽ có một cái thiết kế tương tự thế này. Có nghĩa là nó chứng minh điều gì hả các bạn? Tại sao mà Asus lại đi theo một cái thiết kế nó truyền thống như thế này? Thì chúng ta chỉ cần hiểu một điều thôi, đó là có thể nhá, là họ đang muốn đồng bộ hóa những cái quy trình làm smartphone của mình.
Ví dụ như mọi năm thì họ làm Asus Zenfone, nó khác biệt hoàn toàn so với chiếc LG Phone. Thì năm nay họ gần như muốn đồng bộ hóa lại, họ muốn tối ưu chi phí sản xuất. Họ vẫn ra mắt Zenfone ở trong thị trường nội địa. Tuy nhiên ở thị trường quốc tế thì không còn Zenfone nữa mà nó sẽ là LG Phone. Và LG Phone nó gần như là một phiên bản gaming của cái phiên bản Zenfone của chúng ta. Nhưng ngoài cái việc là chiếc máy chúng ta bớt hầm hố đi thì ít ra chúng ta cũng sẽ có những thứ nó được nâng cấp hơn. Khi họ đã đồng bộ cái quy trình sản xuất máy rồi ạ, những cái chi phí nó sẽ được giảm bớt đi. Và kèm theo là chúng ta cũng sẽ có được những cái thứ mà LG Phone từ xưa nay chưa có. Ví dụ là khả năng kháng nước kháng bụi đã được tăng cường lên IP68 này, hay là có camera chống rung quang học OIS này. Tuy vậy thì cũng không thể bỏ qua được những vấn đề như là điện thoại chúng ta không lên được 144Hz, tốc độ sạc chúng ta cũng sẽ chỉ giữ nguyên với công suất là khoảng 65W mà thôi. Thì đây là những thứ mà mình thực sự chưa ưng ý cho lắm. Tuy nhiên Snapdragon 8 Gen 3, và bên trong chúng ta sẽ có một thứ, đó chính là RAM 24GB. Mà thực chất là năm nay ở trên những chiếc LG Phone chúng ta sẽ có rất nhiều những công nghệ AI các bạn nha. Nó không thực sự là AI hóa hoàn toàn giống như là Galaxy S24 Ultra, mà nó sẽ có những tính năng AI, ví dụ như là thay đổi hình nền thông qua Stable Diffusion này, tạo ra những cái hình ảnh mới hơn này, hay là sử dụng AI để tối ưu hóa game. Thì với 24GB RAM ở thời điểm bây giờ thì mặc dù là cái UI của nó chưa hỗ trợ nhiều, nhưng mà mình mong đợi là đến thời điểm tháng 3 sắp tới nó ra mắt ở thị trường Việt Nam ấy, thì lúc đó chúng ta sẽ có nhiều tính năng AI được nhúng sâu vào hơn. Hiện tại thì đây chưa phải là phiên bản chính thức cuối cùng. Tuy nhiên rằng nếu như mà mình có cầm trên tay thì mình cảm giác là con LG Phone 8 Pro này nó sẽ nặng tay hơn một chút so với LG Phone 8 tiêu chuẩn. Và thực sự là những cái bộ phụ kiện của nó ngầu hơn rất là nhiều các bạn nha. Mình chưa biết là thực tế khi bán ở thị trường Việt Nam thì những con LG Phone này nó có được thực sự là trang bị những cái linh kiện này hay không, hay là các bạn sẽ phải mua ở trong những cái thời điểm nhất định thì các bạn mới được tặng kèm theo những cái quạt như thế này. Và sau khi cắm xong thì các bạn thấy là chúng ta khỏi phải nói về cái độ hầm hố con máy rồi. Nhìn rất là chiến luôn, chiến thực sự luôn các bạn ạ. Đây, đây là những gì chúng ta sẽ có trên LG Phone 8 Pro. Theo mình biết là mức giá con máy này có thể là loanh quanh lên đến khoảng hơn 30 triệu đồng. Và đó mới chỉ là một cái mức giá dự đoán thôi. Hơn 30 triệu đồng cho một chiếc điện thoại như thế này. Chúng ta có khả năng chụp camera hứa hẹn hơn. Chúng ta có IP68. Chúng ta có một chiếc điện thoại mà các bạn vừa chơi game được, các bạn vừa dùng ở ngoài được. Thì liệu rằng đây có phải là một lựa chọn tốt hay không? Vậy thì các bạn nghĩ sao về chiếc LG Phone 8 Pro này với những cái phụ kiện rất chất như thế này, với 24GB RAM và với một cái ngoại hình hầm hố rất là nhiều so với phiên bản LG Phone 8 tiêu chuẩn? Các bạn sẽ lựa chọn con thường hay các bạn sẽ lựa chọn con Pro?